Làm sao đấy? Ừ, giọng đấy. Thằng nào mẹ ngúi nó cứ ham nách luôn. Em mê đấy, em mê rồi. Mình nó chọc vào đau lắm. Không đâu. Rồi. Anh Bùi. Vào tay. Bay miếng tay. Bay miếng tay. Lại gần này. Bay miếng tay. Gì mà? Cái gì đây? Chúa. Nó phải ở chất anh ạ. Sắt tay rồi. Wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the Ok. À, chào bạn đã quay trở lại video mới nhất của đội mèo đấy anh em ạ. Hôm nay mình chán quá, cũng chả có việc gì làm nên là mình quyết định mang thằng Thắng ra để mình cắt tóc cho anh em nhé. Giờ này thấy thằng Thắng tóc nó cũng hơi rậm rồi. Ôi để đấy, em ra để đấy để anh cắt tóc cho em nhé. Cứ cắm ấy. Thì mình cắt tóc cho Thắng thì cũng cho nó đẹp trai. Mới lại cắt tóc này có cắt được kiểu đầu moi không? Cắt được hết độ. Cắt để cắt tóc cho em nhá. Cắt cái gì đâu này? Ok. Ok, thế Thắng thích cắt tóc không? Thắng? Vâng. Có thích cắt tóc không? Vâng. Ừ, để vào. Cá là cá là không dặn. Cá là không dặn. Cái gì gọi mẹ hả? Gọi mẹ được. Ê, anh em, Thắng bỏ kệ mẹ luôn. Thắng. Ai mày nói bậy thế? Không được nói bậy thế chưa? Còn sao nói bậy đây cũng được. Có cần phải treo. Treo đấy cắt được. Đấy. Được rồi. Anh em thì quyết định là chán quá. Chán là gì chơi mảng Thắng cắt tóc cho nó đẹp trai tí. Thì tí đó có lẽ mình cũng cắt tóc qua qua tí cho nó đẹp. Thắng cực. Chưa đi cắt tóc ở quán bao giờ? Không chuyên nghiệp chứ nào. Đã chuyên nghiệp nào đấy. Đợt trước ai cắt đầu bầm ngợi cho hả Thắng? Đợt trước ai cắt đầu bao lâu tôi đi chưa à? Thắng. Chưa ai cắt em quả đầu bao lâu tôi đi. Với lại chim lại ngứa. Đấy, thế à? Thì anh em ngày xưa thì mình cũng học qua cái khóa cắt tóc ở trên ấy. Thì mình cũng được danh hiệu là cây kéo vàng đây. Cây kéo đây. Giờ nó đẳng màu rồi, giờ thành cây kéo vàng rồi. Giờ cắt tóc làm Thắng đi nhá. Cắt đẹp trai đi đội, còn đi tán gái chứ. À, ngồi im, ngồi im, Thắng ngồi im. Ngồi im nhá, cúi xuống, cúi xuống. Ôi sao đầu, ui dồi biết là đầu nó có cái gì này. Sẹo mày sẽ bị chim hố mày ấy đánh ấy. Nó đánh vỡ đầu đấy. Không, cháy dòi bọ ấy. Bọ sao? Chú cao. Cho mày tắm đi. Đừng nói phép. Cho mày tắm đi. Đâu rồi. Sọc cơ giúp cộng thôi, làm giúp cộng thôi. Ôi, gần lại đây à. Gần lại đây à. Tôi xem chân. Gắn nó lên. Đấy ạ, thì mình đã cắt xong rồi Thắng rồi em nhé. Đùa thôi, cắt Thắng này phải cắt đẹp đẹp tí. Cái này thì sao tán được gái, độ ổn cười. Cái này không tán được gái đâu em ạ. Cúi xuống, cúi xuống, cúi thấp xuống rồi, được rồi, thế rồi. Chán quá, mà nhà mấy nay chán, không có gì chơi cả. Úi giời, đầu Thắng rất là bẩn nhá. Ui, nó cháy độ ui. Có cái đống gì này. Khiếp. Và tí anh gọi đầu chưa? Thấy chưa? Bắn thế. Ờ, sạch sẽ đi. Đâu? Ngủ căn. Thì đúng đâu. Thế vào. Tí đừng, tí nữa. Tí nữa. Hết bà pin rồi. Làm sao đây rồi? Pin chứ lại về dòng dây ra. Khổ quá. Đồ ngà không kém quá cơ. Chuẩn bị đồ ngà chán vậy. Cái gì chán cái gì mày bảo bố chán gì năng chán vãi gì vãi gì chán vãi gì náo một tuyết một giờ đi không xích ngược anh em rồi anh em nhìn đúng theo cái chiều này là Thắng học ngược anh em học xích ngược mày rốt xách qua xách của tao luôn
Đâu ai vẽ đây, ai vẽ đây? À đấy, cũng thiết kế mấy mẫu tóc đẹp chưa anh em nhìn này. Thắng vẽ đẹp chưa? À, Thắng này cũng thích tạo kiểu rồi. Người ta mê hội họa kìa. Ơi, đội làm thế? Mày cắt hết điện rồi. Đấy thôi. Mày cắt rồi. Mày cắt, đi học cắt cho bạn. Đi học cắt cho bạn. Cắm mày không? Đấy, khỏe rồi, khỏe rồi. Em giữ cụt cái đầu ấy chứ. Cho mai nhá. Cho mai đi. Em gắn mai đâu. Đây đấy. Vét nhá. Cắt đầu ngoài. Cắt đầu ngoài. Ok, cắt đầu ngoài đi. Thắng học sách hả Thắng? Thắng học gì hả? Học sách ngược. Thì mấy hôm nay mình cũng không dạy nó tiếng Việt anh em ạ. Bởi vì là Thắng tiếng Việt nó hạn chế nên mình quyết định dạy nó tiếng Anh. Phải rồi, cắt tóc này. Chán cắt tóc. Quay đâu. Đầu nó lắm gầu lắm cháy lắm gầu. Nó cắt đẹp đẹp đi. Mấy bạn đang để chọn tiếp chọn ngã luôn. Tần tần đẹp. Ví dụ cắt được tần nữa. Thắng cười cái này xe nè, thắng xe cái nè. Thắng quay mặt đây nào, Thắng quay mặt đây nào. Mẹ búng dần chơi hot quay luôn. Đẹp rồi. Nó thấy đây, quay đây. Quay. Tí tắm nha. Nha. Tí tắm ở nhà. Tắm ở nhà. Tắm ở nhà mày đấy. Hùi lắm, hùi lắm. Đá trẻ tao đi. Gì rồi. Ê, tóc mình dọn nó dài, mình không có tiền đi để đi cắt tóc này nè. Tí đâu cũng cắt kiểu Thắng nhá. Không, khi bạn cắt kiểu đầu mũi. Dạ, cạo râu cho Thắng nhá. Sướng không? Sướng không? Đẹp dài rồi. Đúng quý tộc Nhật Bản luôn anh em ạ. Giống như quý tộc Nhật Bản. Bên này các bạn. Rồi, em cũng cười nhá. Không, không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em cười nhá. Không đẹp, không đẹp. Rồi. Cho nên lấy nửa hoa mắt cho tròn tròn đây nhá. Đi cắt cho Thắng đẹp đẹp một tí nhá. Đấy. Đẹp dài rồi, đẹp dài rồi. Ui giời. Bắt quái này nhá. Cắt một bên này đi đấy. Đẹp rồi. Đẹp chưa? Anh ơi. Ngắm anh xem nào. Đấy, anh ơi, thì mình đang cắt quả đầu. Đây là đầu ba trẻ rồi cho Thắng nhá. Wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm. Anh ra, rồi đến giờ độ. Anh em ơi, thì bây giờ mình sẽ cắt tóc độ nhá. Anh ơi, quay mặt cho anh em nào. Nữa. Về tắm tí sang đi nhá. Thắng không? Thắng cắt xong rồi. Thắng ơi, về tắm tí sang nhá. Cảm ơn anh Nghĩa. Mấy anh Nghĩa. Anh không cắt ra ra. Hôm nay là trẻ độ cái đầu luôn anh ạ. Độ lắm cũng không cắt tóc. Dắt rồi. Thắng đi về tắm đi. Đi sang đi anh chơi nhá. Sang đây. Tắm dưới không sao luôn là chơi độ vào đầu lồi luôn chứ không phải bằng bát anh em ạ. Cắt đẹp cho bạn đấy. Cắt của mai rồi. Mai giỏi lắm. Mai chết mắt rồi. Đúng cái kia vào rồi. Đúng. Khóc. Trời cắt luôn. Trắng, trắng. Cạo luôn. Đây là mình sẽ cắt quả đầu môi anh em nhá. Cạo luôn cái độ. Cái này to quá. Cái to à? Đúng rồi. Bé rồi. Đây cái này bé. Năm rồi. Đây. Cái sao quá. Ê từ từ. Ui. Thằng nào dưới. Rồi. Anh em ơi, bây giờ là mình cạo đầu moay rồi anh em nhá. Cắt ba luôn. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight.
anh Huy. Vào tay. Bay miếng tay. Bay miếng tay. Lại gần này. Bay miếng tay. Gì nó? Cái gì đây? Nó phải ở chất anh ạ. Mày. Xuất tay rồi. Giật mình ơi. Nhưng mà chảy máu rồi. Chảy máu tay. Đang khóc nữa. Khóc cất. Cụt ra này. Đau ấy. Chảy máu rồi mà. Đâu rồi? Đâu đi. Mày giọng đấy. Thằng nào mẹ ngồi nó cứ hăng nách luôn. Em bên đấy, em bên rồi. Mình đang chọc vào đau lắm. Không đâu. Em bên đấy, em bên. Quá nhiều. Mất khoảng 60 tiếng. Mày ạ. Ta tại ứng mà. Bắt ngoài được. Bắt ngoài được. Tha đi mẹ trông như Bạch Công Tử. Đâu quay, quay sang kia, sang kia. Đấy, sang kia đấy. Ta tại ứng à. Nhưng sau nó hơi rậm tí. Cho lốt anh em nhé. Cạo chọc đầu độ luôn. Anh dân chơi thứ thiệt luôn anh ạ. Nào, độ chuẩn bị tinh thần chưa? Chuẩn bị cho ba chuẩn bị sẵn sàng. Trời luôn. Trời lớn luôn. Lớn rồi giờ ai cắt đồ mua mảnh nữa. Ai cắt đồ mọi nữa. Đẹp đấy. Nhưng mấy cái phim Ấn à, phim Mông Cổ nhỉ. Nó hay để tóc này nè. Ừ, đúng chất Mông Cổ luôn. Thì bạn giống chất Mông Cổ không biết. Tại bên đây bạn thấy người ta hay trồng dừa điếc. Ê à, thì mình mới thắng giờ mới được hậu nó cắt tóc cho xong anh em ạ. Thì thằng Thắng ấy cắt tóc này rất là đẹp trai luôn, giống người Nhật anh em ạ. Đầu có mấy cái lỗ đầu luôn thì mình cắt hẳn như này. Mông Cổ. Mông Cổ luôn, nằm kiểu Mông Cổ đeo lít. Đẹp, trắng ấn hết luôn. Bạn tính là dài mà buộc lên. Nhìn nó rất là đẹp trai, nhìn nó như kiểu công tử. Thế thì nếu anh em là cảm thấy video này hay thì anh nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Đội Mèo. Và nếu anh em là có ý tưởng hay thì anh comment ở phần bình luận nha. Chào tất cả em, bye bye. Chào đi Thắng. Chào người yêu. Đẹp trai không? Đẹp. Và đi thắm gái chứ chưa?